là một phần nhỏ để mở đầu cho chương trình vô cùng thú vị của chúng ta ngày hôm nay. And that was only the beginning of today's very spectacular and interesting show. Và như chúng ta đã biết thì Coca-Cola Việt Nam luôn không ngừng đầu tư và ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất. Và Coca-Cola Việt Nam is continuously investing in and adopting new technologies in various areas of our business, such as production, operation, marketing and management. Và Digital Day là sự kiện đầu tiên tại Coca-Cola Việt Nam, nơi mà chúng ta sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm về những công nghệ hàng đầu trên thế giới ngay trước mắt mình. Và thưa quý vị, sau buổi ra mắt ngày hôm nay sẽ có hàng loạt những chương trình, những sự kiện với chủ đề về công nghệ diễn ra liên tục trong các tuần tiếp theo. Ngay bây giờ, lại một lần nữa xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng theo dõi một bất ngờ tiếp theo. And right now, please turn your attention to our stage to welcome the next special surprise.